Dạ thưa thầy, có thể cho con biết về cái lịch sử của Quang Minh Tự thì không được không thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quang Minh Tự. Quang Minh Tự có hồi 1930 do nội tổ lập ra đến đây để cắt cái tóc rồi trị bệnh đôi đời điên khùng ban trái tất cả dân gian, và sau khi lập ra cái cốc để trị bệnh đôi đời nhân dân và đồng đạo, mỗi ngày tức là đến đây có chừng cả trăm người xuồng ghe tấp nập mùa nước. Vào 1930 chưa 1938 trước đó Đức Thầy thì có bệnh, thì Đức ông rước ông nội lên trị bệnh. Ông lên coi rồi ông nói: ông này không có bệnh mà tôi không dám trị bệnh ông này, vì Phật thầy về xong bốn mặt, thời gian trải qua thầy 1939 thầy ra đời, có gửi xuống ông một bức thơ. Thì ông già của tôi mới lật đặt lấy xem thì ông không cho, chỉ để trên bàn hương án rồi tắm rửa gội đầu rồi mới được coi. Thì tối ông coi thì ông già không quan tâm đến mà phong thơ đó thất lạc. Vào 1947 ông nói rằng vài bữa ngã bữa nữa thì máy bay lại rước, ông sẽ đi lễ đức cố các con quả hồn hết. Thì đêm 20 ông ngồi chắp tay niệm Phật, bao nhiêu người ngồi xung quanh mấy chục người, thì ông ra đi mà không ai hay. Thấy lâu quá thì rồi dọi đèn coi thì ông đã ra đi. Thì thời gian đó 1950 mới dựng lên cánh chùa, thì tới 1952 thì chùa đã dỡ đi chưa xứ khác. Thì 1958 tôi là tu sĩ giỏi văn thanh liêm vào đây tu niệm, đến nay thì đã 55 năm. Thì cái cảnh chùa này, Quang Minh Tự này có từ 83 năm năm nay, đã trải qua nhiều trận thử thách, nhiều trận giông gió của bạo quyền cộng sản. Tôi đã 3 lần bắt chịu tù 13 năm rưỡi, một lần 5 năm, một lần 2 năm, một lần sau cùng 6 năm rưỡi, và 30 lần bắt, 30 lần thả. Thì cái sự Quang Minh Tự ở đây trải qua sóng gió mà nhờ kiên trinh giữ đạo, vì đạo, hy sinh vì đạo mới tồn tại đến ngày nay. Thế giới được nhìn thấy Quang Minh Tự trước mắt. Thì già tôi thì cái nguyện vọng này, tôi ước rằng thế giới và Quang Minh Tự hay đồng đạo bốn phương sẽ nhìn thấy Quang Minh Tự mãi mãi, và tôi đồng đạo sẽ đau lưng để đứng lên giữ đạo vì đạo, hy sinh vì đạo cho kẻ bạo quyền độc tài không được dòm ngó, mà không được bước chân vào hay là trong nước Việt Nam
không còn kẻ độc tài để phá đạo nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ thưa bạch thầy, thầy có thể cho biết thì tình hình ở chùa Quang Minh Tự thì hiện nay thì các cư sĩ đến có dự lễ được có là tự do hay không, hay là bị cản trở dưới hình thức nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện nay chùa Quang Minh Tự 3 ngày lễ lớn của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì cộng sản chặn đường, đánh đập, không cho người, thậm chí xịt nước ướt bò, quăng thùng bê để cát cho người sưng mặt, vào con mắt, rồi đập bàn ghế gãy 5-7 cái. Từ 25 tháng 2 đã một trận, tới 18 tháng 5, ngày 17, ngày 18 luôn luôn. Thành ra Quang Minh Tự ở đây tuy là đứng vững, nhưng mà lúc nào cộng sản cũng dẫn bao vây và muốn chặn đường giờ nào thì chặn. Như vậy thì nhân quyền không có và tự do tôn giáo cộng sản không có cho một chút nào. Dầu có tự do đi nữa thì quốc hội quốc danh, đạo quốc danh của cộng sản được tự do, được theo cộng sản, làm theo cộng sản, bỏ đạo mới được tự do. Còn những người nào giữ đạo gì đạo thì cộng sản giết từ trong trứng nước, chứ không được tự do chút nào cả. Vậy cho nên đồng đạo và tín hữu bốn phương và đồng đạo hải ngoại và người trên thế giới hãy nhìn kỹ, cộng sản là độc tài, cộng sản hại dân hại nước, không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo, mà để nhân quyền tự do tôn giáo đó là để lừa chúng mà thôi. Vậy tôi trình bày cho nhân dân và đồng đạo chứng kiến rằng ở tại Quang Minh Tự lúc nào cộng sản cũng đàn áp, nhưng mà đàn áp không qua tấm lòng từ bi, không qua tấm lòng vì đạo, không qua những hy sinh vì đạo. Cho nên dầu cái giông bão thì cây cổ thụ cũng vẫn giữ mãi mãi đến ngày nay. Vậy yêu cầu đồng đạo bốn phương hãy đứng lên cũng như cây cổ thụ, chịu sương gió, chịu nắng tát, che nắng cho mọi người, che nắng cho bốn phương được mát cả bầu trời thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.